tích phân cận tử trừ 2 cho tới gì? Em thấy là em bị áp lực gấp đôi các bạn bình thường ấy ạ. Tại vì là năm nay các bạn xét tuyển bằng IELTS nhiều mà bản thân em lại là một người chưa có IELTS ấy ạ. Anh em học khá là giỏi, thế nên là em cũng khá áp lực từ anh trai cũng như là từ mẹ em. Kỳ thi nào cũng vậy, áp lực chắc chắn là sẽ có. Càng gần những kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì áp lực lại càng đè nặng hơn. Nhưng quan trọng là cách vượt qua áp lực đó như thế nào. Như nhóm bạn này, để giảm áp lực thi cử, các em chọn cùng nhau chia sẻ, cùng nhau ôn tập sau mỗi giờ học. Thế nhưng vẫn có những trường hợp lại không thể vượt qua được như vậy. Do em lo nhiều quá, thành ra là em hay bị suy nhược ấy, suy nhược cơ thể ấy. Thế là lúc nào em cũng cảm thấy kiểu mình bị đè nén ấy ạ. Nhập viện được gần một tuần nay, áp lực thi cử khiến cho cậu bé này có những biểu hiện của rối loạn lo âu quá mức, tức là chỉ cần nghĩ đến kỳ thi đã hồi hộp, đánh trống ngực dẫn đến mất ngủ. Nếu như tình trạng này kéo dài, dễ dẫn đến trầm cảm. Theo các bác sĩ, năm nào cũng vậy, cứ gần tới kỳ thi, số trẻ đến khám và nhập viện với những vấn đề liên quan đến rối loạn tâm thần đều tăng từ 30 đến 40%. Như vậy, một trong nguyên nhân đầu tiên là từ chính phía các em trước. Thì với các em thì nguyên nhân thường gặp, một là do cái sự chuẩn bị cho kỳ thi không được tốt, thứ hai là do tâm lý nữa. Ví dụ như bạn chuẩn bị tốt nhưng cái tâm lý hay tính cách nó không được vững vàng thì cũng dễ có những cái stress trong thi cử. Một cái nhóm nữa chúng ta có thể nghĩ đến là áp lực từ phía các cái nhóm khác, ví dụ như từ nhà trường, ví dụ như từ bố mẹ chẳng hạn. Đáng nói có những bậc phụ huynh vẫn quan tâm nhiều đến việc học của con thay vì những khó khăn phải đối mặt và sức chịu đựng của các em, coi đó là những biểu hiện bình thường trước áp lực thi cử. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân của nhiều ca bệnh về tâm thần phải điều trị sau các kỳ thi. Nếu không phát hiện, can thiệp sớm đúng cách sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Thì nên vào viện sớm. Ví dụ, cứ căng thẳng, lo lắng mà không tập trung học được, hoặc là cháu hay quên, học xong rồi lại quên. Đấy, hoặc là gì, luôn suốt ngày nhắc đến thi cử, hoặc mất ngủ. Trước khi quá muộn, để giúp trẻ vượt qua những áp lực thi cử, các chuyên gia cho rằng phụ huynh nên cố gắng trở thành những người bạn đồng hành, trò chuyện cùng với con. Bên cạnh đó, cha mẹ cần phải chú ý bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, khuyến khích trẻ vận động thể chất và đặc biệt chú ý đến giấc ngủ để các sĩ tử có đủ sức khỏe vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất.